Lớn lên. Lớn hơn, càng lớn càng tốt. Lúc này là cần giải phóng cái giọng lên nha. Câu tiếp theo có gì? Dạch dách ngậm miệng hai lần. Dạch dách đút bánh đúc chồng ăn. Đút bánh đúc nha. Hai ba. Dạch dách đút bánh đúc chồng ăn. 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 Câu tiếp theo có gì? Lùi đậu lột đậu lột đậu đậu lột đậu lột đậu lùi. Hai ba. Lùi đậu lột đậu lột đậu đậu lột đậu lột đậu lùi. Lùi đậu lột đậu lột đậu đậu